Có một cái cô kia mà cái anh chàng này anh thương cô, mà cô không thương. Xong anh chàng này mới bắt ngược lại thương con cô. Kinh khủng đi chỗ là trời. Khi nó thương con cô thì con cô nói với cô rằng: con thích có ba. Ghê không? Nó hàn gắn cái sợi dây là quý vị ơi. Cái tự nhiên hai người đó tự nhiên từ từ nhờ đứa nít, tự nhiên nó làm cho hai người thương nhau. Quá trời thương luôn. Rồi một thời gian tự nhiên hai người khổ te tu. Xong cái bà mẹ bà nói: tại mày mà tao khổ. Thì cái đứa nhỏ lúc đó nó lên mười mấy tuổi rồi, nó nghe nhà Đức giảng nó mới nói vậy nè: tại nợ nần của mẹ, mẹ không vượt qua nên mẹ khổ, chứ làm gì tại con. Ghê chưa? Thôi quý vị, cái cõi đời này nó ghê lắm quý vị ơi. Cái sợi dây mà nợ nần trong cuộc đời này nó như một màn lưới vậy đó. Mà quý vị đã bước chân vô cái cõi ta bà này rồi, quý vị khó thoát khỏi cái lưới cõi ta bà lắm, biết chưa? Thấy không? Nó nên có cái cô kia nghe cô phát tâm cô đi tu nghe quý vị, mà cô chưa đi tu, cô đang ở nhà vừa phát tâm đi tu nghe. Mà sau này cô có chồng, cô gặp Nhân Đức, cô nói Nhân Đức nghe là cô phát tâm đi tu, mạnh dạn phát tâm đi tu mà chưa đi đến chùa được, thì tự nhiên có một chàng trai ở xóm nó nổi máu lên, nó thương cô. Nói câu hơi thô chút, nó nổi máu nó thương cô, mà nó thương kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó lê lết đến nhà tối ngày, nó thương yêu, nó làm thấy ghê lắm. Rồi cô này cô nói là cô quyết định đi tu, nó nói là em chỉ cần nói một câu, một tiếng đi tu nó thôi, anh anh cắt liền. Cái con nhỏ này hết hồn, nó hỏi trời cắt cái gì. Nó nói anh cắt mạch máu. Trời ơi quý vị ơi, nó làm đủ cách hết trơn quý vị. Cuối cùng cái cô này tự nhiên cô cảm động. Quý vị biết rằng tiếng sét tình yêu nó làm cho trái tim cô nhỉ máu. Ghê thì quý vị. Trời cuối cùng bà hứa như này luôn: em đồng tình lấy anh. Nó cứ về 2 năm sau nó nhậu tá lả âm binh hết trơn, nó ăn chơi cờ bạc gì, nó tứ đổ tường, nó quậy, nó quýnh tá lả âm binh, tóc tai nó buộc lại, nó xiết họng. Ông tàu nó quýnh, đừng có nói nữa. Bà mới đến đây hồi sáng gặp Như Đức kể câu chuyện, Như Đức nghe. Kể Như Đức nghe câu chuyện là bây giờ bị quýnh te tu hết trơn. Rồi bây giờ đẻ ra 2 đứa con. Rồi Như Đức nói thôi bà cố gắng ở nhà niệm Phật đi, chứ hồi đó thì đi vô đây được, chứ bây giờ nó dính 2 đứa con này sao đi đây. Thôi thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì nàng ơi. Ghê không? Nó kinh chưa? Nó quý vị vừa phát tâm đi tu bị im im, đừng có nói. Nói là coi chừng quan gia nghe tin tức đến liền. Ai mà phát tâm đi tu im im, im gu vậy đó. Tới giờ tới ngày là lấy 1-2 bộ đồ im điềm mà đi. Đừng có nói nhiều quá, nói nhiều quá là nghiệp quan gia sẽ bao vây quý vị, xử lý quý vị. Nó bị rồi đó. Ghê chưa? Quá ghê. Nên từ nơi đó quý vị ơi, chúng ta tiếp nhận được Phật Pháp rồi, cái nghiệp duyên trong cõi đời này nó không có đơn giản thôi. Mỗi người có cái nghiệp khác nhau. Đừng có ai vội vàng cười chê ai chi cho nó mệt. Chúng ta chỉ là con người nhắc nhở con người với một cái tình thương mến thương thôi. Còn mạnh ai cái nghiệp thì tự nấy mà sợ. Hiểu không? Không? Thầy sở nghiệp của thầy cho, sở nghiệp của cho, không có ai sợ giùm ai hết đâu. Thấy chưa? Thấy không?
Nhưng mà đặc biệt là quý vị đi đến đây là quý vị có một điểm nương tựa, cảm thấy bình an, đúng không? Một gia đình hạnh phúc. Dù cỡ nào mỗi tuần cũng đi đến đây được 2 buổi, chúng ta về đây cảm thấy tích tụ nguồn năng lượng và có những cái nhắc nhở nhau. Mà trong cuộc đời quý vị có những cái mà rắc rối mà quý vị sợ không được, mà về đây quý vị lại sợ được rồi sao, đúng không? Đó. Còn cuộc đời đã mang cái thân này thì thật sự mà nói ai cũng khổ hết trơn quý vị ơi. Không có ai mà không khổ đâu. Nếu không khổ thì không phải ở cõi ta bà, đúng không? Dù có cười vui cỡ nào thì trong cái cười vui vẫn có cái đau khổ. Hiểu không? Dù có giàu như thế nào, đẹp như thế nào, địa vị như thế nào thì cũng có cái đau khổ nằm bên trong. Chứ không có thể nào mà không khổ được đâu quý vị ơi, là quý vị. Hiểu không? Nó ai cũng có khổ, nhưng nếu ai cũng gặp Phật pháp hết và niệm Phật hết thì chúng ta lại có con đường thoát khổ. Đúng không? Nên mình khổ te tua tả tơ tàn tạ rồi chúng ta lúc đó mới thật sự muốn về cực lạc. Đúng không? Nhân Đức nói thiệt chứ, từ khi Nhân Đức học Phật giờ 10 mấy năm càng học càng vui. Đúng là Phật pháp hay thiệt. Quá hay, quá hay quý vị ơi. Nên Nhân Đức nói cái từ trường này là cái từ trường thoát khổ nè. Đi vô đây một cái là bức khổ. Vậy mà có một bà ngồi ở đây, bà chạy ra sau hè, bà khóc ngoài kìa. Ngồi ở đây mà nghe bà khóc ngoài. Tại vì sao? Bà nói rằng thấy bao nhiêu người cười mà con thì gia đình con khổ đau hơn cái gì nữa. Nhìn họ cười mà con đau lòng xót dạ. Chạy ra sau hè khóc ngoài. Ghê không? Thấy kinh chưa? Phải chi mà ngồi trong đây đi. Ngồi trong đây để nhờ bao nhiêu trái tim vui vẻ này nó giúp cho cái trái tim thổn thức của mình nó ấm áp lại. Đúng quý vị? Thì thấy rằng trong cuộc đời này còn nhiều người thiện mà, nhiều người tốt mà quý vị. Trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ bị một người gạt. Chúng ta cho rằng tất cả con người ở thế gian này là xấu. Chúng ta trong cuộc đời này dù bị 100 người gạt, chúng ta cũng đừng bao giờ nói rằng thế gian này không có người tốt. Tại vì mới có 100 người gạt mình, nhưng thế gian thì còn rất nhiều con người mà. Đúng quý vị? Đó. Nên có những người mẹ bị con cái hắt hủi, chửi mắng, đuổi xua. Quý vị cũng đừng bao giờ cho rằng thế gian này không có người con hiếu. Có khi cuộc đời quý vị bị con ruột hắt hủi, đuổi xua, nhưng quý vị lại được một những đứa con rơi rớt ở phương trời nào mà lo lắng rồi sao? Đúng quý vị? Dù là mình bị con mình hắt hủi đuổi xua, nhưng bản thân cũng chúng ta hãy đem tình thương của một người mẹ mà đến với những đứa con bị bỏ rơi trong cuộc đời. Hiểu không? Ai biết được cái nhân mà mình gieo đó, một ngày nào tuy là con ruột bỏ rơi mình, nhưng mà được con khắp nơi nơi thương yêu mình rồi sao? Nên trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ đem sự cô đơn của mình để đi vào tiêu cực, mà hãy lấy sự cô đơn của mình mà bù đắp cho những người càng cô đơn hơn mình. Thì nó quá hay quý vị. Đúng không? Chúng ta dù là một người phụ nữ lớn lên không có một chàng trai theo đuổi, ai gặp mình cũng chán chê mình bị ế. Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ tuổi thân phận má hồng, mà hãy tìm mọi cách mong sao cho những người phụ nữ trên thế gian này người ta có cơ hội gặp chàng công tử. Thì tâm quý vị quá rộng rãi quý vị, đúng không? Chứ đừng có bao giờ mà tôi bị ế thì mấy cô bị ế hết. Đứa nào mà có chồng là tao ghét. Cái tâm này ích kỷ nhỏ mọn nghe quý vị.
Đừng bao giờ có cái tâm này nghe. Nên trong cuộc đời chúng ta lỡ mình bị ung thư thì chúng ta hãy đi quan tâm và hỏi han những người ung thư, đúng không? Thì cái tâm ung thư của chúng ta sẽ tự chấp cánh bay đi, vì ta đã mở tâm tư của chúng ta ra đến với những con người đang bị ung thư và buồn chán. Quá hay. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, thấy không? Nên có người học Phật mà khi nghe tin mình bị ung thư thì đi có duyên đi đến bệnh viện ung bú đồ này kia để đi hỏi han thăm lên, mua quà tặng cho những người bị ung thư. Đi với từ từ người ta gặp mình, người ta nói rằng: ô chị ở đâu, chị là Bồ Tát nhân gian này kia đâu. Thì mình nói với họ: xin thưa với chị, tôi cũng là người ung thư này chị. Ta hỏi: ồ chị bị ung thư gì? Dạ tôi bị ung thư bao tử, đúng không? Nhưng tôi vẫn sống những ngày tháng đẹp trong cuộc đời, tôi không có gì nặng nề cả. Tại sao chị không sống như tôi đi? Tại sao không đem cái sức khỏe mình còn hiện tại ở cuộc đời mà làm một số chuyện gì đó với cái cuộc đời này? Dù chúng ta đang mang trong người một căn bệnh không có thuốc trị, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ làm những việc gì tốt đẹp trong cuộc đời. Thì tự căn bệnh không có thuốc trị đó, nó cũng là bạn đồng hành với chúng ta. Nhớ nha quý vị, này quan trọng lắm á. Đó, đừng bao giờ bị bỏ rơi hay buồn khổ mà tự nhiên bản thân mình thấy rằng tuổi hổ và hoàn toàn thất vọng, sai lầm. Chúng ta hãy suy nghĩ, có rất nhiều con người trong cuộc đời này họ đang khổ còn gấp bao nhiêu lần mình. Bây giờ chúng ta còn được lục căn đầy đủ, dù có nghèo chúng ta vẫn ngon hơn rất nhiều người trong cuộc đời này khi tật nguyền tàn tạ thân xác, đúng không? Hồi sáng hình như hồi trưa hình như bắt cái công đoạn mà thật nguyền phải không? Nó coi đi kinh chưa quý vị, coi công đoạn không như Đức quay mà nói công đoạn mà đưa mấy cái đoạn tàn tật vô đó thì coi đi, thì coi có cái cô đó cô bị tật nguyền mà ngộ ghê, cần cổ y gan là những Đức nhớ ngày xưa dưới quê mà khách đến nhà mà mình vượt con gà, mình cầm cái cây mình liện con gà gãy cổ quý vị, khi liện con gà gãy cần cổ nó xong nó quay quý vị, nó quay mấy quận nó mới chết. Thì nhìn cái cô đó y gan con gà gãy cổ của quay vậy đó. Quý vị biết cô giặt đồ, cô xả đồ gì cái cô liện vô cái thao. Vậy mà cô quay ba quận rồi mới chở cái đầu lại. Nó quay ba quận rồi nó mới chở đầu lại. Dắt xong cái nó quay vậy nè. Quay. Cái chở đầu lại cái phơ đồ. Vậy đó nghe quý vị. Mà vẫn có một đứa con. Nhìn te tua tả tơ tàn tạ mà còn cái đầu xí còn quen gì. Mà cũng có con một đứa. Đứa con đứng kế bên đó. Thấy không? Còn hai vợ chồng tặc chân cẳng hết, vợ cũng tặc nguyền luôn. Chờ mưa cái săn chân chợt, chồng đi té một cái ạch lan. Vợ ở trong thì bước ra dẫn chồng lên đi. Ngộ ghê không? Thấy chưa? Nó bởi vì ta nói nồi nào thì dung nấy. Thì rõ ràng chưa quý vị? Nó trong cái cõi đời này duyên nợ nó lạ ghê, nó đắp đủ đầy hết chứ quý vị ơi. Còn có những cái người ở Việt Nam mình, cô gái cao ráo đẹp vô cùng mà lấy một chàng trai mỗi ngày ẵm chàng trai đi chơi. Chàng trai này chỉ có vài ký thôi, ẵm chàng trai đi chơi. Mà cô gái cao ráo đẹp có điều kiện mà lại cứ một chàng trai tặc nguyền ẵm chàng trai đi chơi. Vị nói trong cuộc đời này, vị nói rằng thứ gì nó khùng cái gì, nó ba trợn tầm bậy. Cái duyên cái nợ người ta mà mình có làm được như người ta không, đúng không? Người ta vậy là quá từ bi rồi. Nhưng mà nghiệp lực quý vị ơi, nó chiêu cảm quý vị ơi. Ừ, mà có những chàng trai cao ráo đẹp cái ghê mà cứ con vợ là mỗi ngày cổng vợ đi chơi không, vậy mà cứ vợ hung vợ chục. Thấy chưa nó nó nên thấy không? Vậy thấy trong cái cuộc đời này không, nghiệp duyên gì nó cũng có hết. Đa dạng nghiệp, đa dạng duyên. Duyên đặt vào nợ không phù hợp cũng có. Đa dạng tứ tung lang tàn. Nên nói về nhân quả thì không biết nói chừng nào mới hết. Nên mới nói rằng hãy tin sâu nhân quả.
Cái lớp học của chúng ta giống như hạnh phúc nhân sinh, nghe không? Từ từ chúng ta phải đưa Phật pháp thì tiếp nhận được Phật pháp nó mới có hạnh phúc nhân sinh quý vị. Nhớ nghe. Vậy thì nhiều người cư sĩ mà đi đến chùa, rồi thời gian đi đến đây chỉ học tập xong ngồi ăn uống một chút rồi đi về. Giờ quý vị bữa nay nghe cái đề tài là thờ Phật Bồ Tát trong nhà có lợi ích gì? Lợi ích rất là lớn. Lợi ích rất là lớn. Trước nhất là chúng ta thờ bộ tam thánh trong nhà, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Bây giờ trong nhà mình đâu có ai có đức bằng Phật Bồ Tát đâu. Nhà của mình lộn xộn lu bu là vì nhà mình không có cái âm đức đặt trong nhà. Nên bây giờ mình thờ Phật Bồ Tát trong nhà là mình đang thờ cái âm đức trong nhà mình để nhà mình phát đức. Rồi giờ mình muốn làm việc gì sai quấy, mình nghĩ nhà mình đã thờ Phật Bồ Tát. Bây giờ chồng mình chuẩn bị đi có vợ bé thì nhìn thấy nhà mình thờ Phật Bồ Tát mình làm kỳ quá. Vợ chuẩn bị nhìn ngó thằng khác thì thấy nhà mình đã thờ Phật Bồ Tát, sao làm kỳ vậy? Đúng không? Âm đức là vậy đó quý vị. Hình tượng Phật Bồ Tát soi gọi lại mình, nên mới nói rằng là Phật Bồ Tát là khai quang điểm nhãn cho mình, chứ không phải là mình khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát. Cái âm đức của Phật Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho mình. Nên gia đình mình mà thờ Phật Bồ Tát, việc này rất là trí tuệ quý vị. Đúng không? Bây giờ mình mê hoặc điên đảo, mình thờ tam thánh trong nhà, mình nhìn tượng Di Đà, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thì A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Thì Phật A Di Đà ngày khua khai quang điểm nhãn cho mình. Mình là từ một kẻ phàm phu mê hoặc điên đảo mà nhờ Phật khai quang điểm nhãn cho mình để mình phát sinh được cái sự sáng suốt và giác ngộ. Đúng không? Tâm lượng của mình hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn. Bây giờ mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đi, nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm khai quang điểm nhãn cho mình để tâm từ bi mình rộng lớn ra như Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên mình dụng tình hành sự mình khổ đau hoài, đời đời kiếp kiếp. Bây giờ mình niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, nhờ Đại Thế Chí Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho mình đi, dùng trí tuệ của các ngài để mà hành sự trong cuộc đời. Nghe không? Đó. Nên mỗi con người chúng ta đi đến đây, nhà chùa tặng tượng mà tượng đẹp, bộ tam thánh tặng mà còn giảng dạy, rồi thỉnh đem về thờ mà còn chỉ phương pháp để thờ Phật luôn, phi hoàn toàn không có trả giá tiền cước. Thấy không? Phương pháp tu người ta mười mấy năm kinh nghiệm, rồi tặng tượng Phật đồ này kia, tặng cho tượng Phật mà tặng cái âm đức, cái đức của Phật để đem về nhà. Vì thấy không, ở đâu mà đi đến mà được mà ưu đãi đặc biệt gì? Đúng không? Ví dụ như có những công ty nào có ưu đãi gì đi chăng nữa cũng là mới khai trương, ưu đãi trong khoảng thời gian trong tháng đầu, nhưng mà cái ưu đãi người ta đã tính tiền cước hết trơn rồi, người ta tính trong đó hết trơn rồi, người ta dám ưu đãi. Còn cái này là Phật A Di Đà ngày sắp xếp cho quý vị, khỏi cần lo. Đúng không? Nên đi về chùa, về chùa mình đây là quý vị thấy không, có nhiều cái ưu đãi quanh năm. Ưu đãi quanh năm quý vị à. Đúng không? Quý vị thấy bữa nay rõ ràng xác thực là ưu đãi bánh kem. Bánh kem không còn chưa đủ, còn bây giờ chán miệng thêm trái cây. Mà chán miệng trái cây xong bây giờ chai sữa chua để mà gọi là nó so dịu hai món ăn kia lại. Hiểu không?
Đó. Bánh kem thì ngọt theo hương vị của người ta sản xuất. Trái nhãn thì ngọt theo hương vị nhân sinh. Hũ sữa chua là làm cho hai hương vị kia nó hòa nhập lại. Người ta mua đồ ăn cho ăn mà ta cũng tính lắm, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. À, nên trở lại cái việc thờ Phật Bồ Tát trong nhà đặc biệt lắm. À, nên bữa nay giảng buổi này mà ai mà nhà chưa có tượng Phật mà muốn thờ đó, bữa nay tặng luôn. Giờ này tặng luôn. Thì biết rằng á, bản thân của những đức á, là từ khi học Phật tới bây giờ mới thay đổi cuộc đời, mà tâm lượng mới mở rộng ra. Quý vị biết rằng ngày xưa mà ai mà chỉ cần nói mình cái thôi là mình tức lên, mình sằng sộ. Nhưng mà công nhận học Phật thì đức thấy hay ghê, vì người ta chửi mình mà mình vui ghê, không ăn thua gì chân, ghê thiệt chứ. Mà quý vị biết là có danh tiếng rồi mà người ta chửi vẫn là bình thản vui vẻ, thì việc này đúng là Phật pháp hay. Hay nghe. Ngày xưa mà mình nó có gì đâu quý vị, hô hốc không có tiếng tâm gì, mà ai mà đụng tới cái là sằng sộ rồi đó. Kênh đó, bay vô cầm cây, cầm cùi bắp rồi liền tát lả âm binh. Vậy mà bây giờ, bây giờ mà làm này kia nghĩ cho người ta mà ta chửi tát lả âm binh mà vẫn bình thản quý vị. Không nhận, đặc biệt ghê. Nhưng mà những đức nghĩ cách hay quý vị. Họ như vậy cái đầu tiếp tục ra sản phẩm lạ lạ cho họ chửi chứ. Họ chửi thời gian cái đầu là họ đi tìm hiểu mình quý vị ơi. Rất là nhiều người họ đi tìm hiểu nhân đức mà cuối cùng lại chùa mình dính luôn. Ghê thiệt chứ. Cách này hay quý vị. Cách này rất là hay. Giống như nãy nhân đức nói công đoạn. Giống như ngày xưa kéo lưới vậy đó. Cá đã vô lưới rồi mà mày đặt nhảy nữa chứ. Nhảy cuối cùng chút nó vô cái tùng dưới nhất quý vị, rồi là mình dỡ lên mình bắt mình đem về đó. Nên nó phải có thời gian quý vị, để là dẫn dắt người ta, dẫn dắt những người mà bạo ngược, hung bạo dữ dằn, đôn đốc họ từ từ, rồi bản thân của họ từ từ họ thấy sao nó thầy này kỳ cục cái trời, sao làm chuyện lạ kỳ, đi tìm hiểu thử cái, đưa bài pháp tìm hiểu cho họ, tìm hiểu trang của mình đi. Thấy không? Đó. Bắt đầu tìm hiểu chùa. Là chùa thấy nuôi nhiều người già quá, tự nhiên bị thu phục nhân tâm. Từ từ quý vị ơi, phải độ sanh không phải đơn giản đâu nghe. Như quý vị là có thiện căn đi đến đây là ngon rồi đó. Nhưng có nhiều người ta không có cơ hội đi chùa đâu quý vị. Nó tối ngày nó làm ăn không được, nó tức tối, nó chửi sùm. Nó gặp ai nó cũng chửi. Nó gặp người ta đi khắc thực nó cũng chửi. Ồ, nó làm ăn không có được mà quý vị, nó tức. Nó nên bây giờ nó chửi cả đám. Nên từ từ mình dẫn dắt nó đó quý vị. Giống như mình câu sợi dây dài quý vị. Bỏ lửa câu, bỏ mồi vào mà thả dây dài. Để nó ngậm từ từ mình gịch. Cuối cùng mình giật một cái, kéo về chùa luôn. Hiểu không? Nhớ nghe quý vị. Mỗi một người đi đến chùa mình, gia đình quyết tâm, nếu từ khi là khó khăn, gia đình mỗi người nên thờ Phật Bồ Tát trong nhà. Nên thờ Phật Bồ Tát trong nhà. Đặc biệt lắm đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. À, mình thờ Phật Bồ Tát trong nhà, mình sẽ sanh tâm giác ngộ. Vợ chồng mình sẽ hạnh phúc nhờ cái đức của Phật Bồ Tát mà gia đình hạnh phúc. Con cái mình ngoan ngoãn, chắc chắn rằng đời mình thờ con mình nhìn quen. Khi mình mất đi, bàn thờ này tiếp tục phải thờ. Đúng không? Mình làm cha làm mẹ phải lập lên cái đức cho con quý vị à. Để vì sao con mình được quen. Nên những đức nói rằng, có nhiều người nói rằng là nhà của mình nhỏ quá, nhà con nhỏ quá thờ Phật Bồ Tát được không thầy? Nhà nhỏ mà thờ Phật Bồ Tát, từ từ nhà nó mới lớn. Đúng không? Đó. Giống như câu chuyện cái bà này bà nghèo thiệt nghèo mà bà chỉ có một miếng đồ ăn bà đi xin mà bà cúng cho Phật, xong bà mất đi là bắt đầu bà tái sinh, bà trở thành người phú quý liền. Tại cái tâm của bà
có một miếng đồ ăn thôi mà bà giam cúng cho Phật. Bây giờ mình nghĩ ở nhà mình nghèo sơ nghèo sát, cái nhà của mình đó là cái giường ngủ của mình mà còn giường chiếu còn rách nát, vậy mà bằng thờ của Phật Bồ Tát mình lại quét dọn sạch sẽ, mình còn cúng cho Phật được một cành hoa bông súng. Phật Bồ Tát chứng minh cái tâm mới bị liền. Hoặc là bị hái hoa 10 giờ vô cúng, thấy không? Hái cái hoa mà sau hè mình á, hoa này hoa kia mà chính tay bị hái đem vô cúng Phật, Phật Bồ Tát chứng minh với cái tâm chân thành của quý vị, đúng không? Chứ không phải gọi là mình nói là lan cúc huệ gì mà đẹp thiệt là đẹp mà đem về một bó thiệt là bự Phật có chứng minh đâu. Không phải, chứng minh là chứng minh, nhưng mà dù quý vị nghèo nhưng quý vị không có tiền mua hoa, dù một cành hoa bé xíu Phật vẫn chứng minh. Sao không chứng minh? Không, đơn giản thôi. Giờ một đứa nít nó tí tí thôi mà người ta cho nó cục kẹo, nó chạy lại nói dạ thầy con cho thầy cục kẹo, nó có nói cúng dường gì mà thầy thầy con cho thầy cục kẹo. Cái tâm mình tức khắc nhận cục kẹo đó, lột ra bỏ vô miệng ngậm liền đó. Vì cái tâm đứa nít bé xíu mà nó có tâm như vậy, mình phải trân quý cái tâm nó. Còn người ta đem tiền người ta cúng dường, ví dụ như người ta có bao nhiêu tỷ bạc người ta cúng chút đỉnh, thì cái việc này mình nhận tiền người ta, mình làm việc Phật sự cho người ta thì chuyện này bình thường rồi. Nhưng mà cái đứa nít cho tí tí mà nó có thể có một cục kẹo mà nó dám cúng dường tặng cho mình, thì cái tâm đó cái chân quý lớn lắm quý vị, hiểu không? Đừng có bao giờ mà nói rằng á, nhà của con nghèo lắm thầy ơi, nhà nhỏ xíu xíu mà thờ Phật Bồ Tát con sợ tội quá. Quý vị cứ thờ đi rồi nhà bị lớn lên, tại vì cái đức của Phật Bồ Tát lớn. Long thần hộ pháp thấy vị thờ Phật Bồ Tát trong nhà đàng hoàng, nên Long thần hộ pháp nói rằng đây là bậc Thế Tôn mà ta tôn kính, mà bây giờ được thờ trong cái gia đình này, mà cái gia đình này nhỏ bé như vậy mà mỗi ngày quét dọn bàn thờ sạch sẽ đàng hoàng thái nước để tôn kính thờ Phật Bồ Tát, ta phải gia hộ cho cái gia đình này để làm ăn phát đạt, để thờ Phật to lên đó quý vị. Đó, Phật Bồ Tát thì không cầu việc này, nhưng mà thằng hộ pháp thì có trách nhiệm. Vì nhìn cái nơi thờ cúng của Phật mà nhà nghèo quá mà có tâm thành kính thì gia đình quý vị sẽ được bảo hộ làm ăn phát đạt. Nhớ nha, cái này là xác thực 100%, xác thực 100%. Nên quý vị thấy cái ngôi chùa mà niệm Phật không, nó phát triển chưa? Vị trí chùa nào mà niệm Phật là bị thác phát triển chưa? Quá phát triển. Chuyến này lễ Ví Di Đà mới bị về bên Đại Tùng Lâm, mới bị thấy từ cổng chùa dài xung quanh bắt đèn hết luôn, đầu tư đèn hết luôn, để người ta đi vô chùa cái là thấy rực rỡ quang minh sáng sủa, cho người ta đi người ta không có sợ ma. Chứ làm sao tối hù đi cũng sợ ma chứ mày, sợ chứ, hiểu không? Chứ sợ nó móc túi đồ này kia, mình bật đèn sáng ai dám. Nên bắt đèn hết xung quanh luôn. Mấy ngày nay mấy chú mấy thầy cực lực nhiệt tình đào đèn để mà bắt trụ đồ làm này kia, đẹp lắm quý vị ơi. Nên Tết năm nay á, bây giờ hồi nãy trên Đức vừa mới suy nghĩ ra, những Đức đang để coi chắc nhờ nhóm cô nào mà biết làm áo đặt khoảng 2.000 cái áo cho lớp đạo làm con này. Thay màu áo, màu áo khác, màu xanh. Phía trước là cái logo của mình đó nghe. Chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Ở trên đó nghe, xin thường niệm A Di Đà Phật, ngay chăng cái ngực của mình á là cái logo để cho đó đó. Còn ở sau lưng á là có mấy chữ: muốn sống hạnh phúc phải mang tâm tha thứ. Thấy không? Sau lưng á. Rồi bây giờ là bây giờ là tranh thủ ai mà may được á, đặt được á, chọn màu một chút chọn luôn, rồi tuần sau có luôn 2.000 cái nha.
Từ sau tặng luôn, nói làm liền mà. Ừ, mà mình phải may cái áo cho nó xịn, cho tốt, áo có cổ đàng hoàng. Áo nữ là phải cục bặn, có eo o đồ, đúng không? Đi chùa mà bặn phải có eo o đồ, bặn quần riêng, áo thun rồi cho nó đẹp. À, không, cái vạt phía trước thì nó ngắn hơn chút, phía sau thì dài một chút, hiểu không? Phía trước ngắn mà phía sau dài một chút nha, nó phía sau nó thòng xuống một chút tí à, áo may vậy nó mới xịn sò màu đen, đúng không? Đó, tay áo là cao cao một chút để thấy bắp tay đồ đàng hoàng. May áo vậy mới màu đen chứ. Đó, thấy chưa? Thiết kế cái áo cho đẹp, từng sao có luôn 2000 cái, còn không có là thôi. Chứ sao bây giờ người ta may mà sao quyết định được, đúng quý vị? Ép tao quá tao may hư mất công, thấy không? À, mình đổi là cái màu xanh, mà đừng có xanh mà chói chang quá. Nó xanh làm sao mà nó ngà ngà chút xíu, nhìn nó bặn vô nó đẹp lắm quý vị. Mà tự nhiên nó quay phim lên nó sẽ đẹp hơn cái màu vàng này. Phim đẹp màu vàng, thấy không? Kệ đi, bây giờ năm nay mình đổi màu áo đi, thấy không? Cho con người ta sống trong cái màu xanh hy vọng. À, nó nên á, quý vị đi về đây á, là những đức mong quý vị làm sao bị vui vẻ, thấy không? Và bữa nay chúng ta gọi là sinh nhật đại gia đình, những kem sinh nhật đại gia đình chứ, không? Nó nên á, mong sao quý vị vui vẻ thôi. Còn cái việc mà gia đình thờ Phật Bồ Tát á, suy nghĩ cho kỹ. Những đức nói thờ Phật Bồ Tát trong nhà là một cái điều hạnh phúc rất thù thắng nghe. Ở đây mà ai mà muốn thỉnh Phật đâu, có thỉnh không đưa tay coi, để cho Đức chuẩn bị phiếu coi. Nói mấy anh em lên trển lấy khoảng cỡ 50 phiếu nha. Khoảng cầm 50 phiếu xuống đây đi chú ấy. Chú gì? Chú xin. Rồi chú thỉnh luôn đi ra phía sau nhận tượng luôn. Đúng không? Rồi được, anh ngồi đi. Nói xong làm luôn, phải không? Nên bây giờ là đào tạo cái lớp mà đạo làm con của mình này, bắt đầu là tiếp tục vô chương trình tu hành. Ở nhà dụng công tu đồ nghe. Ồ. Đây mới là đi vào phước báo nghe quý vị. Đi đến chùa thì phải dẫn dắt người ta từ từ để cho người ta biết tu, hiểu nhân quả đồ quý vị ơi. Nó cũng như là cái câu như Đức nói nè, muốn sống hạnh phúc phải mang tâm tha thứ, đúng không? Quý vị chỉ cần tha thứ là hạnh phúc rồi quý vị ơi. Đừng có bao giờ dặn ai mà không nhìn mặt. Đừng có bao giờ dặn ai mà không nhìn mặt nghe. Vừa nghe cái câu này một chút mà dặn ai đó lỡ bước lại nè. Nhìn mặt liền. Đừng có dặn mà không nhìn mặt nghe quý vị. Nó, chúng ta có bây giờ sống với nhau mà bây giờ con người với con người mà lại giận hờn nhau mà không nhìn mặt, quý vị muốn trở thành quán thù hả? Đúng không? Nhiều đời nhiều kiếp thành quán thù đại hạn hả? Hãy nhìn mặt nhau đi. Giống như có cái bà kia, bà nghe những đức giảng xong bà giận chồng bà lâu lắm, bà không nhìn mặt. Khi bà nghe những đức giảng tới cái đoạn này, tự nhiên sao bà về bà nhìn mặt chồng bà khóc hu hu luôn. Xong hai chồng ôm nhau khóc quá trời khóc. Kinh khủng chưa? Nói quý vị thấy không? Nhìn nhau quý vị, tự nhìn nhau cái tự nhiên trong lòng cha hai trái tim thổn thức. Ngộ ghê, chẹt cái chẹt. Lạ chưa? Đó, nên quý vị biết mình
kết nối cái sợi dây yêu thương đến với người ta, cho gia đình người ta kết nối sự hạnh phúc, quý vị. Nó làm cho gia đình người ta, nó phá tan cái bức tường mà gọi là ngăn chặn hạnh phúc của gia đình. Mà từ cái sự giận hờn nha quý vị, là một bức tường ngăn gia đình này đó quý vị ơi. Nên tha thứ là hạnh phúc nghe. Tha thứ là hạnh phúc đó. Nên cả đời mang tâm tha thứ đi quý vị. Cả đời mang tâm tha thứ đi, vậy là hạnh phúc à. À, mình tha thứ chừng nào mà mình với người đó mà hết nợ thì tự nhiên nó xa luôn. Tại vì sao nó hết nợ? Còn bây giờ mình giận hờn, mình muốn bỏ rơi cũng không được, vì nó còn nợ nặng quý vị ơi. Trong cuộc đời này nó còn nợ thì nó quýu nhau hoài à. Nó mà chừng nào mà nó hết nợ rồi là như thế nào? Bye bye. Hiểu chưa? Không? Tại vì sao hết nợ rồi đó, còn nó còn nợ là nó quýu quý vị. Để làm chi? Nó đòi nợ, nó đòi nợ, nó quýu cách này, nó quýu cách kia, nó làm cách này, nó làm cách nọ. Nên quý vị về đây nghe nghe gì rồi con người tiếp nhận thiên Phật pháp, và trong cuộc đời quý vị không có buồn khổ chán nản gì hết trơn á. Buồn khổ chán nản cũng phải sống à. Tại sao không sống vui vẻ để mà phấn chấn lên hả? Đúng không? Phấn chấn lên, sống vui vẻ không có khổ nữa nghe. Ừ. Ai mà buồn từ hôm nay không có buồn nữa nghe. Trong đây còn ai mà đang giận ai không đưa tay lên coi. Từ hôm nay đừng có giận nữa nghe. Buông xuống đi. Giận chi? Chúng độc. Ai mà giận hơn là chúng độc nghe. Chúng độc này độc khó trị. Chúng độc này khó trị đó nghe. Nó nên á, nó chuyện chút xíu vậy đó. Rồi một chút ai thờ thờ Phật đâu đưa tay lên coi. Bắt đầu là mấy chú xuống nè, phát phiếu nè. Mấy chú cầm cái phiếu cao cao đưa lên là nhớ thỉnh phiếu xong nghe. Một chú ra phía sau đó đó, phía sau đó đó, đi ra tuốt phía sau hè cái chân phần mộ ba mẹ hòa thượng, ra đó thỉnh tượng Phật luôn, đem về luôn, ngày mai tôn tượng luôn. Nhớ nè quý vị, nếu nhà bị gọn gọn nghe, mua cái kiến về. Rồi mình mua hai cái gì mà bắn vô tường nè, kêu bằng gì? Tắc kê hả? Tắc kê kê vậy đó. Bỏ miếng kiến lên, để miếng kiến lên nghe. Rồi tôn ba pho tượng lên đó. Rồi xong bắt cái điệu lễ Phật của chùa lên. Gia đình tập trung lại lễ Phật một thờ. Rồi từ đó về sau thờ Phật Bồ Tát mỗi ngày công phu tu. Rồi xong rồi đó. Còn hơn, ai cũng làm được hết trơn. Nè mấy anh em, hai chú cầm chia ra làm đôi, đi xuống coi ai chưa có tượng Phật đưa tay lên. Bữa nay là ngay cái bữa mà giảng cái đề mà gọi là thờ Phật Bồ Tát có ý nghĩa gì nghe. Quý vị thỉnh tượng Phật ngay ngày nay luôn. Ừ. Kè ở dưới kìa mấy anh em, tuốt dưới kìa. Nhớ ai chưa có thỉnh nghe. Cái buổi nay đừng có thỉnh giùm, bữa nay là thỉnh thiệt ở nhà mình á. Nhớ. Rồi bây giờ những người mà sinh nhật lên đây quý vị ô. Sinh nhật bữa nay nè, lên đây. Rồi chúng ta đồng niệm Phật chút này nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa bữa nay ai sinh nhật lên đây coi ta. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày sinh nhật của chúng ta mà niệm Phật hồi nãy giờ, nếu cha mẹ còn sống chúng ta cầu an cho cha mẹ mình nghe, nhớ ơn cha mẹ sinh thành mình, cầu an cho cha mẹ. Và nếu cha mẹ ai đã mất thì hoặc là mẹ hoặc cha, thì chúng ta nguyện cầu siêu cho mẹ hay cha mình đã mất, mong cho cha mẹ mình được siêu thoát. Cái công đức niệm Phật này lớn lắm. Ở ngoài đời nhiều cháu sinh nhật á, các cháu mua đùi gà gán đồ này kia đồ ăn, hoặc là sát sanh hại vật nghe. Nhưng bây giờ vô đây là sinh nhật các cháu là đồ chay không à, mà còn niệm Phật hồi hướng cầu an cho cha mẹ hoặc cầu siêu cho cha mẹ. Việc này hạnh phúc lắm quý vị. Nó nên mỗi lần mà đám dỗ cha mẹ đồ mà mình vô chùa mà mình công phu mình tu hành đó, mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình phóng sanh đồ, mình tu phước duyên, mình hồi hướng cho cha mẹ, thì lợi ích cho người còn sống mà lợi ích cho người đã mất. Việc này thù thắng lắm nghe quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần các cháu đến đây được niệm Phật nè, được nghe những đức nói chuyện nè, rồi xong được phóng sanh, gia đình được ngồi bên nhau ăn uống một chút, gia đình cảm thấy ấm áp và được nghe giáo dục. Cái chương trình này đặc biệt lắm quý vị, đây là chương trình hạnh phúc nhân sinh nghe. Nên vừa hiện tại mình có niềm vui, mà về cái mặt tâm linh, có nhiều người làm mẹ hay là gia đình, chúng ta ngày xưa tuy không có khi không biết, mình cũng đã từng mang nghiệp phá thai. Bây giờ có dịp các cháu về chùa, hương linh thai nhi cũng đi theo. Nên mình mỗi lần tu tập xong phóng sanh, những đức đều có hồi hướng cho hương linh thai nhi. Các cháu cũng cảm thấy rất là vui khi mình tưởng nhớ đến các cháu. Và nếu các cháu thích ở thì ở trong chùa để mà nghe kinh kệ niệm Phật, rồi nghe pháp để niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc mà giải quyết về cái việc mà mặt tâm linh của gia đình, để gia đình được bình an, sống được ổn định. Nên chúng ta nguyện đem công đức này của toàn thể đại chúng, nguyện hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ. Vì nhờ Ngài xây chùa mà mình có cơ hội được về chùa này nương tựa. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn được bình an, và tất cả chúng sanh khắp nơi trên toàn thế giới này được bình an.
Và chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát cho từ trong gia đình mình, hay là tất cả những chúng sanh trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện có đem công đức này hồi hướng, mong cho chư hương linh thần thức sáng suốt tỉnh táo, buông cái tâm hận thù đòi nợ và nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Và tất cả các con từ khi còn nhỏ được dự cái lễ phóng sanh, nên các con được dưỡng dưỡng lòng từ, từ nơi đó mà từ con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết, vì bản thân mình muốn sống cũng như nó cũng muốn sống. Nếu như mình giết nó thì mang tội sát sanh. Phật dạy là người mang nghiệp sát sanh nhiều, chúng ta sẽ bị bệnh đau và chết yểu ha. Nên các con phải biết thương tất cả chúng sanh, con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết nó. Bây giờ mình đọc tam quy y xong mình thả chim nè các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Di Đà Phật. Rồi chào con.